Chào mừng các thực tế đã quay trở lại với cửa hàng của người chơi đồ và người chơi điện tử. Hôm nay thì lên em hàng Poco F5 Pro đang có khuyến mại lên tới 1 triệu đồng. Link trong phần mô tả và bình luận. Với phân khúc tầm trung, tầm giá trên 10 triệu thì các thực tế sẽ nhận lại Snapdragon 8 cộng Gen 1, một con chip có hiệu năng cao, gần như là cân mọi thể loại game. Game nào nặng quá thì hãng sẽ tinh xuống. Màn hình 120Hz, độ phân giải WQHD cộng, cụ thể là 3200x1440 bao mượt, bao nét. Camera chính 64MP, quay chụp thì chưa ngon lắm nhưng mà tôi mua về để chơi game nên là không sao. Pin 5160mAh tặng kèm sạc nhanh 67W 15 phút lên tới 50%, thoải mái sử dụng cả ngày. Và đây là sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên là không lo về bảo hành hao mãi. Khuyến mãi sắp hết nên là muốn mua thì hãy bấm luôn vào đường link trong phần mô tả và bình luận. Còn bây giờ thì là review chi tiết Poco F5 Pro. Cái hộp thì nó vẫn giống như EC 2 cái trước nên là thôi tôi không review nữa nhé. Đen vàng đúng chuẩn pha màu. Trong hộp có sẵn một ốp, một củ sạc 67W và có luôn dây sạc. Nói chung là đầy đủ phụ kiện, không cần mua thêm gì. Về mặt ngoại hình thì điều đầu tiên tôi thấy là dễ cầm nắm, không bị cấn tay cấn chân do mặt lưng được làm bo tròn chứ không vuông. Theo cảm quan sờ nắm thì đây là lưng kính được làm bóng, hai viền được kẻ thêm hai phát carbon trông khá thể thao. Nhưng mà tự nhiên làm quả vạch ở giữa tôi thấy là chưa hài hòa lắm. Chắc phun carbon hơi đắt đây là chắc là điểm xuyết tí thôi cho nó hay ho. Hình như là chỉ có phiên bản màu đen tôi đang có trên tay là có vân carbon, và màu trắng thì không có nên là ai thích liền mạch thì chọn màu trắng, còn nam tính mạnh mẽ hơn thì chơi màu đen. Viền máy thì nó là nhựa thôi, không phải là kim loại nhưng mà xử lý nhám khá mịn màng, không bị cảm giác rẻ tiền, chỉ là không mát vào những kim loại thôi. Phần cụm cam thay vì làm thành hai cái đảo riêng thì được vắt hai bên, để làm gì tôi không biết nhưng mà trông cũng hay phết. Nó giống như kiểu là úp cái phiên bản mini của máy này lên ấy. Tất cả những cái thứ trên tổng hòa lại tạo cho tôi một trải nghiệm cầm nắm nhẹ nhàng thoải mái, đánh giá là ngoại hình đẹp. Đến luôn với cái điểm mạnh đầu tiên của chiếc máy này là phần màn hình. Nếu mà đã quen dùng ở phân khúc cao cấp ấy thì người ta sẽ thường nghĩ là mấy con tầm trung này viền sẽ nọng cầm hoặc là chán rồ, nhưng mà không, bốn cạnh viền gần như là mỏng đều nhau, sự khác biệt phải nhìn kỹ nó mới thấy, nhưng mà thế là đã tạo cảm giác cân đối rồi. Tôi gọi kiểu này là mỏng đều, không quá mỏng để mà khi sử dụng thì không bị đè tay vào màn hình, và nó cũng không có giọt nước hay là giọt bắn gì hết, chỉ có đúng một hình tròn duy nhất trên màn hình. Kiểu này cũng là theo kiểu thời thượng nhất bây giờ rồi. Và theo những gì tôi đọc được trong phần giới thiệu thì đây là màn hình WQHD cộng với độ phân giải là 3200x1440, không rõ là mấy k nhưng mà số to như này thì tôi nghĩ là nét, và nó nét thật. Kèm theo đó là 120Hz tần số quét thời thượng mà gần như là máy cao cấp nào cũng có. Đây đang là những thông số cao cấp nhất trong tầm giá của một thiết bị chính hãng. Sách tay thì không nói nhá, bán chính hãng thì đây, như này là Max Ping. Để tăng phần trải nghiệm thêm long trọng thì kích thước 6,67 inch siêu to kèm theo là tấm nền AMOLED HDR10 cộng 12 bit màu và tận 1400 nits độ sáng. Tất cả đều là những thông số rất ấn tượng với tầm giá trên 10 triệu. Khi mà xem mấy video của HDR thì tôi thấy là còn chói cả mắt, sáng là trên mức cần thiết luôn. Đương nhiên là nó có thể tùy chỉnh về Full HD và 60Hz cho những người thích tiết kiệm pin, nhưng mà có màn hình xịn thì cứ dùng đi đỡ phí. Theo trải nghiệm cá nhân tôi thì màn này có vẻ hơi nghiêng về ám vàng. Xem mấy video vintage retro hay là xem phim Netflix gì đấy không vấn đề, hơi vàng tí thì nó mới đúng kiểu. Nhưng mà khi xem mấy video công nghệ thì tôi thích nó đỡ vàng hơn. Nói chung là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm. Tầm tiền này thì nó chỉ thế thôi là đã xịn nhất rồi. Tí test game xem giống thật không. Phần âm thanh của chiếc máy này thì hơi bị lệch một xíu. Mặc dù là stereo speaker nhưng mà tì tay vào phần dưới thì sẽ bé hẳn đi luôn, không cân đối giữa hai loa. Trải nghiệm nghe thì cũng không quá xuất sắc, vừa phải để giải trí, cho to thì âm hơi vỡ. Và giờ thì màn hình xịn như này thì hiệu năng có gánh nổi không? Không những là gánh thoải mái mà chiếc máy này là một con quái vật trong tầm giá, được trang bị Snapdragon 8 cộng Gen 1, ngang ngửa với nhiều flagship khác trên thị trường. Đây là một con chip rất mạnh so với một chiếc máy 13 triệu, mở PUBG lên còn cài được cả 90fps, vào nhảy dù bắn nhau tí thì FPS khá ổn định, không bị drop quá nhiều. Nhiệt độ pin thì tầm 40 độ, không quá mát nhưng mà cũng không phải là quá nóng. Tầm này mùa hè thì thôi đứng ra ngoài ngồi, ngồi trong phòng điều hòa cho mát, ngồi quạt còn người còn nóng chứ còn không nói gì đến máy. Những game nặng đô như là Genshin Impact thì để setting thấp tí chơi cho nó đỡ lag, chứ có mắc setting dòng đòi một suất thì cũng hơi khoai. Thi thoảng ngồi ra là bán tốc chiến không gì phải nàn. Thứ hai, với tôi thì con chip này quá khoai, hài lòng là cái từ đúng nhất để miêu tả trải nghiệm của tôi với hiệu năng của chiếc máy này, thậm chí là còn sướng tại vì tôi đang dùng màn 62 của ai đó. Tôi thấy nhiều phàn nàn về MIUI 14 của Poco có nhiều lỗi vặt này kia, nhưng mà với các tác vụ của tôi thì chả thấy có vấn đề gì. Vuốt chạm, mở app lên mạng xã hội mượt như tóc em đi hôm mới gội đầu. Màn hình 120Hz thì càng làm cho các thao tác trơn tru hơn, thi thoảng mở app nặng hay là thao tác nhanh quá thì cũng khựng một nhẹ, nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Còn ai gặp bất cứ lỗi gì thì cũng không lo, tại vì Poco update một phát là hết tôi. Camera thì sao? Camera của những chiếc máy trong tầm giá này thì tôi luôn không đặt quá nhiều kỳ vọng. Kiểu bằng này tiền thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Đương nhiên là với thông số là 64MP, chất lượng chụp hình của nó ở mức vừa phải, chụp vẫn nét, mụn vẫn được tự cả như mọi khi. Nói chung là một người dùng không quá quan trọng về chất lượng ảnh, mà chỉ cần là đây, tôi có cái camera này và nó chụp nét, chi tiết tốt, quay phim được lúc tôi cần.
thì nó đáp ứng thoải mái. Nó còn quay được tận 8K nhưng mà chất lượng thì không quá xuất sắc. Tôi nghĩ là cũng không, đừng quay 8K làm gì nên là cũng không lo. Tại thực tế trong điều kiện ban ngày thì đầy đủ sáng, chất lượng khá ok. Nhưng mà thiếu sáng một tí thì hoặc chụp buổi tối thì trông hình là hơi không thật. Nó kiểu cố để chi tiết lên là cái gì cũng bị sắc sắc lên ấy. Nhưng mà hình trả lại thì vẫn dùng đăng Facebook được. Quay phim thì cũng tương tự, điều kiện đủ sáng thì ok, chứ thiếu sáng xong rồi quay 60fps là nó hơi bị khựng. Vẫn làm được vlog nhưng mà vlog cần đẹp tí thì nó chưa đạt yêu cầu. Đánh giá camera là đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản. Ảnh chụp màu trông hơi buồn, chưa tốt so với mức giá nhưng mà cũng không phải quá tệ. Pin sạc thì với một người dùng sạc chậm đã quen như tôi thì củ sạc 6-7W là một điểm mạnh của chiếc máy này. Đương nhiên là với anh em dùng Android khác thì có thể nó cũng không quá đặc sắc, nhưng mà với tôi thì nó là củ sạc công suất cao nhất văn phòng luôn rồi. Lý do là biết rồi đấy, viên pin của nó cũng lớn hơn phiên bản trước với 5160mAh, đủ phục vụ tôi cả ngày với mọi tác vụ cơ bản. Có hôm dùng từ sáng đến tối không cần sạc phát nào, tại vì không chơi game. Hôm nào mà cho anh em văn phòng mượn chơi game thì được khoảng 4 tiếng. Tôi đánh giá đây là mức pin không quá trâu bò nếu mà chơi game nhiều, nhưng mà dùng cơ bản thì thoải mái. Đi làm thì làm việc trên máy tính chứ lấy điện thoại ra làm gì. Nhưng mà thượng đế nào mà muốn dùng được nhiều hơn và lâu hơn thì cứ rảnh cắm sạc vào cũng được. Theo nhà sản xuất công bố thì sạc 15 phút được 50% và khoảng 50 phút là đầy pin. Chơi cả sáng xong cắm sạc đi ngủ trưa, dậy một phát lại 100% pin dùng thoải mái. Tôi thấy việc pin như nào chỉ quan trọng trong mấy lúc khẩn cấp hoặc là ai chơi game nhiều thôi, chứ còn dùng hàng ngày thì cũng không lo lắng lắm, hết thì sạc. Một số nhược điểm của chiếc máy này là thị trường thì có khá là nhiều máy sách tay, và vì là sách tay nên là giá có thể rẻ hơn khá nhiều so với mấy chiếc máy chính hãng như này. Nhưng mà với người dùng mà muốn máy mới đập hộp thì vẫn thích chính hãng hơn. Nếu có làm sao thì còn có chỗ mang ra kêu bảo hành, chứ còn sách tay nhiều khi có vấn đề là phải tự giải quyết nên nó phiền. Camera chưa quá xuất sắc cũng là một cái điểm trừ nhẹ cho chiếc máy này. Tôi thì sinh hoạt trên không gian mạng nhiều và đặc biệt là thích sống ảo thì ảnh chụp như thế là chưa ưng. Nhưng mà chắc mọi người mua máy này là vì hiệu năng là chính, chứ còn số ít thì mới yêu cầu cao về chất lượng ảnh, nên là cái này trừ nhẹ rồi, tùy nhu cầu mỗi người. Tổng kết lại thì xét trên phương diện một thiết bị chính hãng có bảo hành hậu mái tử tế thì Poco S5 Pro đáp ứng được mọi nhu cầu của tôi. Cần một chiếc máy màn hình to để xem YouTube này, cần tần số quét cao để chơi game này, cần hiệu năng khỏe để hủy diệt mọi tác vụ hàng ngày. Chiếc máy này đều đáp ứng được hết, thậm chí nó còn làm tôi hài lòng khi mà dùng lướt mạng xã hội, rất sướng. Nếu bạn muốn yên tâm sở hữu chiếc máy này thì từ 16 tháng 5 đến 22 tháng 5 có thể đặt trên Lazada, Shopee và cửa hàng Mi Store trên toàn quốc. Đặt sớm còn có cơ hội được khuyến mại một củ, nên là hãy bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận nhanh còn kịp. Bạn thấy sao về Poco S5 Pro? Tầm giá này thì còn có máy nào chính hãng ngon hơn không? Hãy cùng để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.